Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đóng vai trò gì trong vụ sai phạm đấu thầu liên quan đến hai cựu giám đốc Sở Y tế? Khi ChatGPT xuất hiện, nhà báo, nhà giáo, bác sĩ có mất nghề? Làm cán bộ đừng đẽo cày giữa đường. Làm cán bộ đừng đẽo cày giữa đường. Quý vị và các bạn thân mến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai lở đấu tranh, cấp trên nói gì cũng vâng, cấp dưới quần chúng ý kiến gì cũng gật. Khi cần đưa ra quyết định thì lừng chừng đùn đẩy trách nhiệm cho tập thể. Phong cách làm việc kiểu đẽo cày giữa đường khiến cho không ít cán bộ mắc sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng. Những biểu hiện suy thoái ấy cần được nhận diện, kiên quyết đấu tranh để khắc phục, loại bỏ đẽo cày giữa đường và những hệ lụy. Phiên tòa do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở xét xử vụ án thâu tóm đất vàng tại tỉnh Bình Dương vừa khép lại. Đây được coi là một đại án thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận suốt thời gian dài, bởi số lượng bị cáo đông lên tới 28 người, phạm tội có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng về cả kinh tế, uy tín chính trị của cán bộ, ảnh hưởng tâm lý xã hội nặng nề. Trong vụ án này, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng bị tuyên phạt 7 năm tù. Theo dõi diễn biến quá trình điều tra xét xử vụ án, dư luận xã hội thấy rõ quá trình phạm tội của hai cựu quan chức từng giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương. Một trong những nguyên nhân mấu chốt khiến cho họ vướng vào vòng lao lý trong vụ án này chính là sự thiếu bản lĩnh, thiếu kiên quyết, thiếu tư duy độc lập, không thể hiện rõ chính kiến của người lãnh đạo, để cho doanh nghiệp cấp dưới tham mưu sai dẫn đến sai phạm kéo dài. Khi xảy ra hậu quả lại hùa theo cấp dưới và doanh nghiệp chỉ đạo xử lý văn bản trái pháp luật đó. Đó chính là kiểu đẽo cày giữa đường, biến cái sai này thành cái sai khác, đi từ sai phạm nhỏ đến sai phạm lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Chính bị cáo Trần Văn Nam khi tự bào chữa trước tòa cũng đã thừa nhận điều này rằng còn chậm trễ khi không quyết liệt và làm rõ ràng với Tổng Công ty 3/2 để cho sai phạm kéo dài. Nhìn lại các vụ án trọng điểm về tham nhũng tiêu cực được các cấp đưa ra xét xử trong thời gian qua, chúng ta thấy không ít cựu cán bộ vì kiểu làm việc đẽo cày giữa đường nên đã bị lợi ích nhóm chi phối, lũng đoạn, tự đánh mất vị thế vai trò cá nhân. Một số bị cáo khi nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật được nói lời sau cùng trước tòa đã rất ân hận bày tỏ do thiếu bản lĩnh, thiếu kiên quyết, nể nang, nghe theo ý kiến tham mưu của cấp dưới và doanh nghiệp nên không nhận thức được hậu quả. Cũng từ kiểu làm việc đó mà rất nhiều dự án liên tục phải điều chỉnh, bổ sung đội vốn, thi công sai thiết kế và cuối cùng là đắp chiếu và gây hậu quả nặng nề về kinh tế, vừa tạo hệ lụy cho môi trường và đời sống xã hội. Trong công tác xây dựng đảng cũng vậy, không ít cán bộ vì nghe quá nhiều ý kiến đóng góp nên cứ phải xoay như trong chóng, tiền hậu bất nhất, không thể hiện được chính kiến cá nhân, đùn đẩy trách nhiệm sang cho tập thể, tự đánh mất vai trò người chủ trì, người đứng đầu. Tình trạng này gây ra những hệ lụy không nhỏ về tư tưởng chính trị, làm cho nội bộ cơ quan đơn vị bị rối ren. Cán bộ, đảng viên dè chừng lẫn nhau, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, dẫn đến chia bè kéo cánh, mất đoàn kết nội bộ. Tuân thủ nguyên tắc sử dụng vũ khí hiệu quả. Để xảy ra tình trạng đẽo cày giữa đường trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân đó là cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm. Trong bối cảnh đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn đội ngũ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm càng dễ bộc lộ. Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Đảng ta đã chỉ rõ nguyên nhân của biểu hiện này, đó là lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, không làm tròn trách nhiệm bổn phận của người trước Đảng, trước nhân dân. Đẽo cày giữa đường, tự đánh mất vai trò cá nhân cũng chính là biểu hiện của đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. Biết lắng nghe, phát huy dân chủ là một thuộc tính của khoa học trong lãnh đạo mà bất cứ cán bộ ở cấp nào cũng cần có. Tuy nhiên, nếu lắng nghe mà không có chọn lọc, dân chủ mà thiếu tập trung thì sẽ dẫn đến quá tà hoặc quá hữu trong tư duy và phương pháp lãnh đạo. Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, nếu cán bộ chủ trì có những biểu hiện này sẽ rất dễ bị các thành phần có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa lợi dụng. Họ sẽ khoét sâu vào gót chân của cán bộ để duy trì lợi ích nhóm nhằm thực hiện các hành vi tham ô, tham nhũng tiêu cực. Những vụ án kinh tế lớn, nguyên nhân do cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua là những dẫn chứng bài học nhãn tiền. Trong công tác xây dựng đảng, nhất là công tác cán bộ, nếu người đứng đầu đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, không thể hiện được vai trò chính kiến, uy tín cá nhân, thì rất khó để tạo ra một tập thể mạnh, rất khó để duy trì đoàn kết thực chất. Làm thế nào để cán bộ khắc phục nói không với kiểu lãnh đạo quản lý đẽo cày giữa đường? Bài học vũ khí, phương tiện của khoa học lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo là không hề thiếu, nếu không muốn nói là hiện nay cán bộ đã được đảng vũ trang đầy đủ. Vấn đề căn cốt vẫn là cách vận dụng trên thực tế.
Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của Đảng chính là kim chỉ nam, là cơ sở bảo đảm cho cán bộ có tư duy đúng, hành động đúng nhằm phát huy cao nhất trí tuệ tập thể, ý chí tập thể trước khi cá nhân đưa ra các quyết định. Quy định số 08 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã chỉ rõ mỗi cán bộ phải luôn giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm và khách quan, công khai minh bạch, chủ động tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức có tài, khát khao cống hiến, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi ích quốc gia dân tộc. Tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng diễn ra vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương khuyến khích bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm đúng vai, thuộc bài, thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung ban hành trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa như là tấm khiên, lá chắn, vững chắc để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đang triển khai hiện nay chính là những loại vũ khí, phương tiện của phương pháp lãnh đạo, khoa học lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo, bảo đảm cho cán bộ giữ vững nguyên tắc, phát huy vai trò cá nhân trong sức mạnh tập thể. Như vậy, cán bộ dù ở cấp nào, trong hoàn cảnh nào cũng cần nhận thức đầy đủ, thấu đáo hai mặt của một vấn đề, có tính biện chứng, đó là mối quan hệ giữa cá nhân với tập thể, giữa người đứng đầu với cấp ủy, tổ chức đảng, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa người chủ trì với cơ quan, bộ phận tham mưu, giữa dân chủ với tập trung, để không phải đẽo cày giữa đường. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đóng vai trò gì trong vụ sai phạm đấu thầu liên quan đến hai cựu giám đốc Sở Y tế? Thưa quý vị, khai tại Tòa Nhân dân thành phố Cần Thơ, hai cựu giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ đều cho rằng có nhận điện thoại chỉ đạo của Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống, ngụ ý tạo điều kiện cho công ty của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty NSC Group trúng thầu, nhưng bị cáo Nga khai mình không nhờ ông Thống. Tại Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đứng trước buộc xét hỏi, bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ khai, sau khi nhận được điện thoại của ông Võ Thành Thống vì cảm thấy áp lực nên đã tạo điều kiện cho công ty của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga trúng thầu. Cụ thể, bị cáo Phi trình bày. Và một ngày, bị cáo có nhận được cuộc gọi điện thoại của ông Võ Thành Thống nói sẽ có cô Nga đến chào bán trang thiết bị y tế và đề nghị bị cáo tạo điều kiện cho Nga tham gia gói thầu đó. Bị cáo Phi cho rằng vì tin tưởng ông Thống nên mới đồng ý cho bị cáo Nga tham dự và tạo điều kiện cho bị cáo Nga trúng thầu. Trong khi đó, bị cáo Cao Minh Chu khai, ông Võ Thành Thống không gọi điện cho bị cáo mà chỉ nghe bị cáo Phi đề cập tạo điều kiện cho bị cáo Nga vì có cấp trên gửi gắm. Tuy nhiên, cũng tại phiên tòa này, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga khai rằng mỗi lần xuống Cần Thơ đều đến thăm ông Thống, nhưng không nhờ vả gì. Về câu hỏi, ông Thống có nhờ vả gì đến Sở Y tế thành phố Cần Thơ hay không, bị cáo Nga cho rằng không biết. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo những gì? Hồ sơ vụ án thể hiện ông Thống là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và quyết định chủ trương, bố trí vốn và quyết định đầu tư dự án. Trong quá trình thực hiện, ông Thống đã chỉ đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với các sở ban ngành lập hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư, phân bổ vốn, dự toán đủ các bước đúng theo quy định. Trong vụ án này, sai phạm trong việc xác định chi phí, thiết bị, trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị được giao thuê thẩm định. Quá trình chỉ đạo phê duyệt các văn bản chưa có căn cứ xác định ông Thống có tác động đến cá nhân nào để làm sai khi thẩm định chủ trương đầu tư, dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán. Ngoài ra, chưa có căn cứ để xác định ông Thống có hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, không có căn cứ xác định ông Thống có động cơ vụ lợi. Tại phiên tòa diễn ra từ ngày 9 tháng 2, ông Thống không xuất hiện mà ủy quyền cho người khác dự thay. Thẩm phán Phạm Lương Toản không chấp nhận, cho rằng việc triệu tập ông Thống là để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án. Đây là nghĩa vụ của các cá nhân, ông Thống chứ không phải là quyền lợi. Chính vì vậy, chủ tọa đề nghị luật sư chuyển lời đến ông Thống phải có mặt trong phiên tòa này. Tuy nhiên, đến chiều ngày 10 tháng 12, ông Thống vẫn chưa xuất hiện. Khi ChatGPT xuất hiện, nhà báo, nhà giáo, bác sĩ có mất nghề. Quý vị thân mến, cuộc sống của con người sẽ thế nào khi mà AI đang chiếm lĩnh và làm thay nhiều việc mà con người đã và đang làm? Trước đây, người máy thường được biết đến trong chuyện của Doraemon và thấy cụ thể qua series phim Người máy biến hình. Khi đó, chúng ta vẫn nghĩ người máy chỉ có trong giả tưởng,
và những bộ phim viễn tưởng. Nhưng bây giờ với sự phát triển của công nghệ số, các trí tuệ thông minh nhân tạo, thế hệ mới xuất hiện làm ngạc nhiên cho giới nghiên cứu và công chúng vì lợi ích mà nó đem lại. Khi chỉ trong vài phút, trí tuệ nhân tạo có thể vẽ một bức tranh đẹp. Trong lĩnh vực báo chí cũng chỉ khoảng mất 5 phút, trí tạo nhân tuệ có thể viết bài báo để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tạp chí. Và mới đây, từ cuối tháng 11 năm 2022, sự ra đời của ChatGPT với việc có thể làm luận văn, viết thơ, trò chuyện, viết sửa lỗi cho lập trình viên, kết hợp với các trí tuệ nhân tạo, đồ họa và âm thanh khác đã tạo nên các bộ phim ngắn thú vị. ChatGPT cũng đã vượt qua cả kỳ thi của MBA của trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và trong tương lai, khi hệ thống dữ liệu được cập nhật với sức mạnh và khả năng tiến hóa của nó, những công việc mà ChatGPT làm được có thể vượt sức tưởng tượng của con người. Vậy sự ra đời của các AI này có làm cho các nhà báo, nhà giáo, bác sĩ, nhân viên hành chính mất nghề? Cuộc sống của con người sẽ thế nào khi mà trí tuệ nhân tạo đang chiếm lĩnh và làm thay nhiều việc mà con người đã và đang làm? Khi mà trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều, con người sẽ làm thế nào để thích nghi với xã hội người máy, máy người? Liệu có như dự báo của một tập đoàn điện tử lớn, sự hợp nhất của công nghệ sinh học và công nghệ thông tin bắt ta đối đầu với những thách thức lớn nhất mà loài người từng phải đối mặt? Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm xuất hiện nhiều hơn các trí tuệ nhân tạo. Về bản chất là việc ứng dụng công nghệ để tổng hợp và xử lý dữ liệu phục vụ cho học tập, làm việc, cuộc sống của con người. Tài nguyên dữ liệu lớn Big Data cho phép tạo nền tảng cơ bản cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI. Học máy NL và các hệ thống thông minh có thể phát triển và vận hành hiệu quả, đóng vai trò cách thức trong kỷ nguyên số, được thể hiện qua 3 chiều kích: năng lực thu thập dữ liệu, năng lực phân tích dữ liệu, năng lực xử lý dữ liệu. Sự thông minh và năng lực xử lý thông tin của AI là ở khả năng tổng hợp dữ liệu của nó. Không có dữ liệu, không thể có kết quả đầu ra hoàn chỉnh. Ai nắm được dữ liệu, người đó nắm tương lai. Nhưng năng lực phân tích dữ liệu đó để làm gì? Và phân tích dữ liệu đó để được gì thì có phải là phần việc của AI? Và liệu AI làm được hết phần việc của con người hay không? Các robot tình dục có thể thực hiện gần như hoàn hảo chức năng sinh lý của con người, vợ, chồng, nhưng sẽ không thể bổ khuyết cho sự thiếu vắng của cảm xúc thăng hoa của tình yêu đôi lứa. Trong chẩn đoán hình ảnh, AI có thể chẩn đoán chính xác và làm thay bác sĩ tới khoảng 95% khối lượng công việc. Nhưng vậy, còn có 5% dành cho bác sĩ. Dù là ít nhưng lại là cái quyết định khi mà kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân. Bởi 5% đó là sự sáng tạo nằm trong bộ não con người và trái tim của bác sĩ mà con AI không có và không thể có. Trí tuệ nhân tạo có thể đảm trách bài giảng của giảng viên với đầy đủ thông tin và dữ liệu, nhưng liệu có thể chạm đến trái tim và khơi dậy cảm hứng sáng tạo cho người học thay cho người thầy? Trí tuệ nhân tạo có thể viết hoàn chỉnh một bài báo nhưng nội dung chỉ là sự tổng hợp các nguồn tin sẵn có. Còn sự liên kết, mục đích viết bài thì liệu nó có thể xử lý được hay không? Đó là phần việc của nhà báo. Máy móc có hiện đại gì đi chăng nữa cũng chỉ là máy móc. Máy móc vẫn do con người làm ra và điều khiển. Xe ngựa ra đời, người phu kéo sẽ không mất việc khi họ trở thành người lái xe ngựa. Xe máy xuất hiện, nghề xe ôm ra đời. Có ứng dụng đặt xe, người xe ôm đâu có mất việc khi trở thành Grabber. Sức mạnh của con người nằm ở trái tim và óc sáng tạo. Trái tim và sự sáng tạo để truyền cảm hứng, ý chí, nghị lực và đổi mới, sáng tạo. 90 tỷ neuron thần kinh sinh học trong bộ não con người là kỳ vĩ của tạo hóa đã ban cho chúng ta để sáng tạo vô tận. Chúng ta hãy đánh thức nó để thích ứng với thời đại công nghệ số. Do đó, bác sĩ sẽ không mất nghề, người thầy sẽ không thất nghiệp, nhà báo cũng không mất không gian sáng tạo. Trí tuệ nhân tạo có thể thay một vài chức năng sinh lý nhưng không thay thế được trái tim và óc sáng tạo của con người. Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế cho phần con, nhưng phần người vẫn là cái riêng biệt độc đáo mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Tuy nhiên, trong bối cảnh của sự phát triển công nghệ số, với sự xuất hiện của các trí tuệ nhân tạo thế hệ mới ngày càng thông minh hơn, ngày càng làm được nhiều phần việc của con người hơn, đang tạo ra phương thức tương tác mới trong thời đại chuyển đổi số. Đó là phương thức lai ghép giữa người với máy, máy với người, hình thành nên một hệ điều hành tư duy mới, ở đó người làm chủ máy hay là máy làm chủ người. Con người sẽ là chủ khi nắm giữ trái tim và sự sáng tạo. Máy sẽ là chủ khi con người lệ thuộc vào nó. Người học sẽ thông minh hơn khi sử dụng ChatGPT là công cụ kiếm tìm và khai thác thông tin, nhưng sẽ lười và thụ động hơn khi để cho trí tuệ nhân tạo làm thay bộ não của mình. ChatGPT sẽ là thầy giáo khi người thầy chỉ biết sao chép giảng dạy theo phong cách học, nhớ, làm theo. Giảng viên vẫn là thầy khi sử dụng ChatGPT để hướng người học, học hiểu, vận dụng, sáng tạo.
Thầy giáo sẽ làm chủ khi chú tâm vào dạy cách học, truyền cảm hứng và đánh thức tư duy thích nghi, đổi mới, sáng tạo. Dù gì đi chăng nữa thì con người vẫn là trung tâm của sự phát triển. Không có máy móc trí thông minh nhân tạo nào có thể thay thế được sự vĩ đại của trái tim và bộ óc sáng tạo của con người.